Lúc tôi vừa bước vào đã thấy cậu lén lén lút lút nhìn tôi suốt. Có phải cậu đã làm chuyện gì trái lương tâm không? Có phải cậu làm hỏng máy tính của tôi không? Hay là động vào kho bạc nhỏ của tôi? Sao thế được? Vậy thì chuyện gì? Cậu nói đi. Có một chuyện tôi giấu trong lòng thì khó chịu lắm. Nhưng tôi không nói đâu. Tôi cứ cảm thấy cậu không được nổi điên đâu đấy. Cậu mà còn không nói nữa, tôi đánh cậu đấy. Được, được. Nếu Thịnh Hạ và Kevin ở bên nhau thì không nên nói chuyện này nữa. Thế là sao? Con người Kevin cũng khá tốt, rất đáng tin cậy. Nhưng thực tế thì anh ta không chỉ không đáng tin mà còn rất tồi tệ. Thật ra anh ta còn bắt cá hai tay với Giả Tiểu Đoá. Hôm nay tôi gặp Giả Tiểu Đoá ở trong quán rượu. Cô ấy uống say, tâm trạng rất tệ. Cô ấy nói trước giờ vẫn luôn thích Thân Khải, còn xảy ra quan hệ với anh ta. Đã nói là không được nổi điên rồi đó, đừng tức giận nha. Được rồi, tôi biết rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cú đấm này là vì Thịnh Hạ, không phải anh nói yêu cô ấy sao? Anh đã làm được chưa? Thịnh Hạ là vị hôn thê của tôi, không cần anh quan tâm. Tôi biết anh thích Thịnh Hạ. Cú đấm này là anh nợ tôi. Anh tưởng tôi không biết chuyện giữa anh và Giả Tiểu Đó hay sao? Đồ khốn kiếp. Cú đấm này là vì Giả Tiểu Đó. Ba của Thân Khải gửi video cho mình, chuyện gì vậy chứ? Trời ạ! Trận này anh thắng rồi. Vì sao phải so đo thắng thua chứ? Một khi so đo thắng thua, con người sẽ mất tự do. Tôi đã thua bản thân mình từ lâu rồi. Đến danh dự tối thiểu của một thằng đàn ông cũng không có. Thực ra tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ tôi gì chứ? Ngưỡng mộ anh sống tự do tự tại, không như tôi. Từ nhỏ tới lớn luôn bị ba tôi khống chế mọi thứ. Người khác cho rằng tôi sống vui sướng, ngưỡng mộ gia đình tôi, ngưỡng mộ túi tiền của tôi. Nhưng mà nói thật là tôi là người không có tự do. Không ai biết điều đó hết. Tôi biết rõ người trong lòng Thịnh Hạ là anh. Tôi và cô ấy qua lại 3 năm, nhìn có vẻ rất hòa bình, nhưng thực ra đã sớm rạn nứt. Tôi vẫn luôn muốn buông tay, nhưng không có cách lựa chọn nào khác. Anh đang đấu tranh với bản thân à? Phải đấy.
Tôi cũng đang đấu tranh với chính mình. Đời người đều như vậy. Thật ra có lúc tôi đã rất ngưỡng mộ anh. Bởi vì từ khi anh sinh ra, đã không phải lo lắng chuyện kiếm kế sinh nhai cho bản thân. Đời người luôn tràn đầy những mâu thuẫn, tràn đầy sự bất công. Chúng ta không thể nào so đo chuyện thắng thua, đặc biệt là trong tình cảm. Tình cảm có lẽ thật sự không thể so thắng thua, bởi vì tôi vẫn luôn tính toán sự trả giá của tôi đối với Tình Hạ. Thế nên tôi luôn muốn thắng. Từ Thiên, cảm ơn anh. Cuối cùng tôi đã hiểu ra một chuyện. Đối mặt với tình cảm là phải dũng cảm. Cảm ơn anh. Có những khúc mắc vẫn luôn nằm đó, đến khi đổi cách thức khác mới có thể hoàn toàn gỡ bỏ. Vậy nên cuối cùng đã hiểu, thì ra đối với một mối quan hệ đã lụi tàn, không nhất định phải miễn cưỡng hun đúc ngọn lửa nhiệt tình, mà có thể lựa chọn buông tay. Cũng biết rằng, thì ra đối mặt với tình cảm ta thật lòng ao ước, không nên chỉ ở bên bảo vệ, mà điều cần thiết hơn là dũng cảm làm đối phương chấp nhận. Sao vậy? Không muốn ăn sáng với ba à? Con có việc sợ không kịp. Lọ thuốc trên bàn là mang từ Hồng Kông tới đấy, rất hiệu quả với vết thương do bị ngã. Ba biết rồi à? Rần rần như vậy, ba muốn không biết cũng khó. Một người bạn kinh doanh có chút hiểu nhầm với con. Hiểu nhầm, đánh một trận là xong thôi. Chỉ là khi từ nhỏ con đã không biết đánh nhau, sợ là chịu thiệt rồi chứ gì. Không à, con không bị thiệt đâu. Vậy thì tốt. Chú à. Được rồi, cuối cùng cũng đến nước này. Anh ấy sao rồi ạ? Có bị thương không ạ? Con xem con kìa, cho dù là lúc nào cũng đều lo cho nó trước. Bây giờ chắc anh ấy rất hận con. Không sao, nên thế nào thì thế nấy thôi. Kevin ở trên tầng, con đi thăm nó đi. Vâng, vậy con lên trước. Thằng nhóc khờ này, không ép con đến bước này thì con mãi mãi không biết được ai là người đối xử tốt với con thực sự. Vào đi. Đau không? Kevin à, nghe tôi nói, tôi... Hãy nói cho em biết, chuyện anh đánh nhau với Từ Thiên à. Thật sự xin lỗi, đều là tại tôi. Tôi không nên nói với anh. Em cố ý sao? Không không, tôi không hề cố ý. Tối hôm đó tôi uống say, không cẩn thận nên... Tôi thật sự không chịu được nữa. Nên tôi mới... Kevin à, anh nhất định phải tin tôi. Anh biết em không cố ý. Cho dù em cố ý, anh cũng sẽ không trách em đâu. Vậy
Vậy lỡ như Thịnh Hạ biết chuyện này thì phải làm sao đây? Tiểu Đoá, em bình tĩnh lại đi. Tôi không thể nào bình tĩnh được. Giờ tôi thật sự rất sợ hãi. Câu hỏi lựa chọn này đã xuất hiện trong đầu anh vô số lần rồi. Trước đây đáp án lần nào cũng giống nhau. Anh không biết. Không biết. Anh không biết. Nhưng dần dần anh đã biết rồi. Đến lúc thật sự phải đối mặt, anh lại không thấy căng thẳng đến thế. Tôi lại trái ngược với anh. Đến lúc đó, tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Có lẽ em còn sợ mất Thịnh Hạ hơn cả anh. Một mình cô à? Anh mong tôi đưa Thịnh Hạ đến đại náo thiên cung à? Cũng phải. Thực ra loại chuyện này, một mình cô đại náo là đủ rồi. Tôi rất khâm phục người cha như anh. Con trai bị đánh mà anh còn có tâm trạng hóng hớt quay video. Là bọc mũ thì phải chọc thủng, cần gì phải che che giấu giấu. Vừa hay đều ở đây cả. Nếu Thịnh Hạ thật sự biết được, hay là anh nói thẳng đi. Nói thẳng, cứ nói thật thôi. Tối hôm đó chỉ là anh uống say, rồi nhầm tôi là cô ấy. Tối hôm đó đúng là anh đã uống say, nhưng anh không nhầm giữa em và cô ấy. Bây giờ anh vẫn không thể lựa chọn đúng không? Được, vậy tôi lựa chọn thay anh. Lựa chọn thế nào? Lựa chọn của tôi là... Cô, tôi nghe hết rồi. Cô, không liên quan gì đến Tiểu Đoá đâu. Tối hôm đó cho con uống quá nhiều, cho con không khống chế được bản thân mình. Kevin, cậu không xứng với lòng tin của Thịnh Hạ. Cô, con sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Cô à, thực ra cô không nói con cũng biết. Con nhất định sẽ tránh xa Kevin và Thịnh Hạ ra. Thực ra Kevin cũng nghĩ vậy. Thịnh Hạ là bạn tốt nhất của con. Con không muốn mất cô ấy. Giả Tiểu Đoá, tôi không thể hiểu nổi cô. Cô và Thịnh Hạ là bạn bè cực thân. Tôi luôn nghĩ cô thật lòng muốn tốt cho nó. Nó thích khó khăn, cô cùng nó vượt khó khăn. Nó học thiết kế, cô cùng nó học thiết kế. Tôi tin tình cảm giữa hai đứa còn thân thiết hơn cả chị em ruột trong nhà. Sao cô có thể làm ra chuyện tổn thương nó thế này chứ? Cô à, công việc ở Bắc Kinh còn không ạ? Nếu còn thì giờ con có thể qua đó ngay. Thật đấy ạ. Là một người phụ nữ, tôi có thể hiểu cho cô. Nhưng là một bà mẹ, tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới tha thứ cho cô được đây. Cô tự liệu mà làm đi.
Thế giới của em lớn như vậy, còn thế giới của anh chỉ nhỏ nhỏ thôi. Anh phải tìm cách đi hòa vào thế giới của em. Thật sự không có gì mặc được hết, không bộ nào đẹp cả. Cái gì thế này? Anh thấy đều đẹp mà. Đẹp đâu mà đẹp. Mấy bộ em tự thiết kế cho mình lúc trước ấy đều đẹp mà. Mấy bộ đó, đúng, nhìn rõ là thủ công quá, không phù hợp với lần này. Em đi cùng với người trong giới thời trang đấy, mắt họ độc lắm. Em nói anh nghe, có những bộ quần áo có thể đi sự kiện trở thành tâm điểm chú ý. Có những bộ như thế này chỉ có thể dứt ở nhà, không thể đem ra mặc lên sân khấu biểu diễn. Thế à? Anh thấy em mặc cái gì cũng đều đẹp. Em thấy bộ này cũng được. Hay mặc bộ này, bộ đó cũng được. Em mặc thử xem. Đúng rồi, cậu chỉnh màu đỏ và màu vàng đi. Nhưng màu không được đậm quá nha. Cảm ơn. Được, vậy tôi cúp máy đi. Chị Linda, hôm nay đến đúng giờ ha. Vâng, lần trước chị nói vậy rồi, nên lần này tôi đến trước một tiếng. Apple, lấy đồ mà tôi chuẩn bị cho cô ấy thay đi, làm tóc nữa. Được. Điều chỉnh quy sinh của cô, Thành có thể xem hoạt động 3 ngày gần đây. Tại sao thế? Đừng hỏi tại sao, cứ thế mà làm đi. Còn chưa đi à? Tiểu Đoá, giờ con rảnh không? Ra ngoài cùng cô đi. Bộ này rất đẹp, rất hợp với con. Con thấy sao? Con thấy rất đẹp, nhưng khá đắt. Được rồi, vậy bộ này đi. Không ổn đâu ạ. Thế này, nếu con từ chối thì cô càng giận hơn đấy. Cảm ơn cô, không cần thay đâu. Đi thôi, cô đưa con đi gặp bạn. Bạn nào ạ? Con đến rồi biết. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cô không cần căng thẳng đâu, đi theo tôi là được. Tôi đi đâu thì cô đi đó. Chào. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp ha. Gần đây ổn chứ? Vẫn ổn, đẹp quá. Bộ trang phục này là hãng nào chị? Không biết nữa, đẹp quá. Có dịp nào có cơ hội chúng ta hợp tác nha. Đương nhiên rồi, hai người nói chuyện tiếp đi. Chào Linda. Chào cô, hôm nay cô đẹp quá. Cô vẫn gầy thế, giữ dáng giỏi ghê. Đâu có, mọi người nói chuyện tiếp đi. Chào Linda. Chào Linda. Này cô đẹp quá. Cô cũng đẹp nữa. Cô là điểm sáng của bữa tiệc đấy. Lâu lắm rồi không gặp. Đẹp quá, cảm ơn. Lâu lắm rồi không gặp ha. Linda, cô vẫn rực rỡ như xưa.
Anh xem anh hôm nay này, quá đẹp trai. Tôi tham gia tiệc của cô mà, sao có thể mang trạng thái không ổn đến chứ? Vậy tại sao hôm nay anh không mang người nào đến đồng hành? Không nói mấy chuyện này nữa. Cảm ơn, uống đi nha. Chào, lâu rồi không gặp. Hôm nay cô đẹp lắm. Cảm ơn, cô cũng vậy. Cảm ơn. Các cô nói chuyện đi nha. Được. Những trường hợp thế này rất ít khi được thấy anh. Lâu rồi không gặp. Cô biết không, hôm nay tôi đặc biệt bay về gặp cô đấy. Giới thiệu nha, Đàm Tranh Tranh là nhà thiết kế mới mà tôi rất thích. Còn anh này, tôi còn cần giới thiệu không? Chào anh. Thật sự tôi hâm mộ anh rất lâu rồi. Khách sáo, đều là người trong ngành cả. Chẳng trách giờ cô không thèm để ý đến tôi. Thì ra là nâng cô thiết kế xinh đẹp này. Đừng tưởng tôi không biết, hôm qua anh vừa ký hợp đồng với TK. Đây là bí mật kinh doanh đấy. Tôi vừa nói gì à? Ừ nhỉ, nói gì vậy? À phải rồi, có bí mật kinh doanh lớn hơn nữa. Cô muốn biết không? Vâng, lâu quá không gặp. Gần đây thế nào rồi? Mục Phàm vừa nói với tôi, năm nay công ty họ chuẩn bị thay máu. Cô có biết không? Được đấy, khí thế ghê. Vẫn là anh có tin tức nhanh nhất. Thì đấy, nếu không thì làm sao tồn tại được ở đây? Chào, chào. Cô gái đi cùng Linda là ai vậy? Người ta đồn ầm lên rồi, là nhà thiết kế xuất sắc mới, tên Đàm Tranh Tranh. Đàm Tranh Tranh, sao chưa nghe tên này bao giờ? Có gia thế gì không? Không biết nữa, tôi vừa lên mạng tìm thử. Chắc là vũ khí bí mật mới của Linda. Cô xem bộ trang phục mà cô ấy mặc, không phải là mẫu đầm mới cho tạp chí chỗ Linda giới thiệu sao? Cô gái này không đơn giản đâu. Đúng vậy, chỉ dựa vào việc cô ta mặc bộ đầm đó cộng với sự có mặt của Linda là cô ta đã trở thành nhân vật mà tụi mình nhất định phải làm quen buổi tối nay rồi. Vậy cô đã nghĩ ra được cách để bắt chuyện chưa? Cần phải nghĩ sao? Chào cô Tranh Tranh, tôi rất thích những tác phẩm của cô, vô cùng sùng bái luôn đó. Thấy giả ghê. Có ngốc không vậy? Cô ta nhất định sẽ không hỏi lại là thích bộ đồ nào nhất đâu. Đi thôi. Cũng đúng, chưa giờ đều phải tính kế thì mới lấy được lòng người. Cái gì vậy trời? Trời ạ. Đây, đồ ai thiết kế vậy? Quê dễ sợ luôn. Mẫu mới năm 2019. Nhìn y như da cốc. Coi mà trở chứng ám ảnh lên luôn rồi. Cô cũng bị chứng ám ảnh sợ hãi sao? Không phải, anh không cảm thấy đôi giày này quê quá sao? Còn cả cái lông cừu này nữa, nhìn y chang như cái vẻ lao nhà vậy. Nhớ quần, cái đầu lót giữ ấm màu trắng này còn là kiểu phát nhiệt nữa chứ. Phối hợp cái kiểu gì không biết. Thảo nào mọi người đều bảo cô là tâm điểm của buổi tối hôm nay. Tôi á? Đùa gì vậy? Tôi chỉ chơi quanh quanh thôi mà. À đúng rồi, xin chào anh. Tôi là Đàm Tranh Tranh, vừa mới bước vào giới thiết kế các anh. Là người mới. Hân hạnh. Tôi là Mục Phàm, là nhà thiết kế của bộ da cốc kia đấy. Nào,
Bây giờ mời cô tán thưởng bộ gia cốc đó lại từ đầu xem nào. Để xem cô chữa thế nào. Cái đấy thật ra khá là... Bỏ đi, tôi thật sự bó tay rồi. Không phải bộ anh không cảm thấy nó rất xấu hay sao chứ? Anh nghĩ ra làm sao vậy? Xấu đến vậy sao? Xin lỗi nha, con người tôi nói năng hơi bộc trực. Cảm ơn những lời thật lòng của cô. Tôi sẽ sửa chữa. Ngại quá, thật xin lỗi nha. Không sao, không sao. Có đôi khi lời nói thật, xin lỗi. Kìa, thầy Tranh Tranh. Thầy Tranh Tranh, xin chào. Chào cô. Thầy Tranh Tranh, tôi rất thích tác phẩm của cô đó. Vô cùng sùng bái luôn. Đúng đó, chúng tôi vô cùng thích những thiết kế của cô. Vậy xin hỏi, hai cô đây thích tác phẩm nào của cô ấy vậy? Là... Chúng tôi vẫn còn bạn bên kia. Hai người cứ nói chuyện đi nha. Làm phiền rồi. Xưa nay đều phải tính kế thì mới lấy được lòng người. Thật nhạt nhẽo. Mấy chỗ như này tôi thấy sau này nên bớt tới thì hơn. Sao phải bớt tới hả? Ở đây nhìn thấy mấy bộ mặt giả dờ khiêm tốn, ba qua khoác lác về thời trang, về thiết kế, về xu hướng. Cô thấy không thú vị à? Thú vị? Thú vị chỗ nào vậy? Tôi cảm thấy tôi cứ chăm chỉ tập trung thiết kế thôi. Quả nhiên là người mới. Có điều người mới cũng tốt. Người mới mới có thể ra mặt, không cần né tránh. Cũng chẳng phải kiêng dè quá nhiều, đúng không? Cảm ơn anh. Tôi vẫn có chút kiêng dè đó. Tạm biệt. Có thể cho tôi số liên lạc được không? Điện thoại của tôi đâu? Mình làm quen lại đi. Tôi là giám đốc thiết kế của Phong Hòa, Mục Phàm. Tôi là Đàm Tranh Tranh, xin chào, hân hạnh, hân hạnh. Lúc nãy ngại quá, không sao. Chào cô, tôi tên là La Y, đây là danh thiếp của tôi. La Y cũng là người Bắc Kinh. Ba mẹ tôi mong tôi có thể tìm được một cô gái Trung Quốc, tốt nhất là người Bắc Kinh. Cô Giả, xin lỗi, điện thoại công việc, tôi nghe máy chút nha, cậu lo việc đi. Cô à, chuyện này là sao vậy ạ? Con với Thịnh Hạ đều đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Bây giờ con có một mình nên cô mới có ý này đó. Con thấy cậu La rồi đấy, cũng khá là đẹp trai, công việc lại tốt, con nhà gia giáo, gia đình của cậu ấy rất là tốt. Con biết không, cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi đó. Cô à, con đã nói với cô cả rồi, con sẽ không có bất kỳ dính líu nào đến Kevin nữa đâu. Cô không cần thiết phải làm vậy đâu. Tiểu Đoá, mẹ của con mất sớm. Trước giờ trong lòng cô luôn xem con như con ruột của mình. Lúc trước cô mãi bận rộn, lo lắng cho xưởng may gia công nên không có chăm sóc được cho con. Cô luôn luôn muốn có thể làm chút gì đó cho con. Nhưng mà con lúc này thật sự không có tâm trạng để yêu đương. Thì có thể kết thêm bạn bè cũng được mà, cũng chẳng có gì xấu. Con cứ nói chuyện trước với cậu La đi. Không thích thì thôi vậy. Cô đi trước đây. Có gì thì cứ gọi điện cho cô. Biết chưa? Thật ngại quá, đã để cô Giả đợi lâu rồi. Cô Lý đâu rồi? Cô Lý đi trước rồi. Hai người quen nhau sao vậy? Là thế này, ba của tôi cũng giống như cô Lý, đều điều hành xưởng may gia công ở trong nước. Họ là người quen cũ. Lần này cô Lý sang đây thăm con gái, nên ba mẹ tôi nhờ cô ấy đem giúp ít đồ sang cho tôi. Uống cà phê đi.
Tôi chỉ muốn bà nói lại với Từ Thiên, bảo anh ta hãy dần dụ của Thịnh Đạt lại đi. Nếu không anh ta sẽ không bao giờ gặp lại được bạn gái mình đâu. Còn nữa, nếu như bà báo cảnh sát, tôi dám chắc bà sẽ hối hận đấy. Xin chào, quý khách muốn dùng gì? Cho tôi cà phê đen, cảm ơn. Có cửa hàng bánh tráng mới mở ở góc đường bên kia đó. Không phải chứ, thật mà. Bọn họ có bán cà phê không? Nếu như bà báo cảnh sát, tôi dám chắc bà sẽ hối hận đó. Alo, Thịnh hả? Con đang ở đâu thế? Con đang làm việc ở văn phòng, đi làm. Tốt quá rồi, đang làm là tốt quá rồi. Mẹ à, mẹ cảm cúm rồi hả? Đúng, mẹ cảm cúm rồi. Mẹ cảm cúm rồi. Mẹ đang đâu thế? Mẹ ra ngoài uống cà phê. Mấy ngày nay nhiệt độ chênh lệch nhiều. Mẹ mau về nhà đi, uống thuốc, uống nước ấm nhiều vào. Thế mẹ nghỉ ngơi đi nha. Được rồi, mẹ nghe lời con. Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Con cũng nghe lời mẹ. Than làm nhớ về nhà ngay nha, đừng đi lung tung. Con biết rồi. Mẹ à, con chuẩn bị hộp đi. Thấy thế nào? Bữa tiệc hôm nay có thích không? Có hơi mất tự nhiên, cảm giác hơi lạ. Tôi đã từng nói, thực tế của ước mơ khác rất nhiều so với tưởng tượng. Đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Đợi cô chính thức vào ngành, cảm giác này mới càng rõ rệt hơn. Chị Linda, em muốn hỏi chị một điều. Tại sao hôm nay chị lại muốn em mặc chiếc váy này đến? Tôi muốn nói với cô, ngành này của chúng ta không lộng lẫy rực rỡ như trong tưởng tượng. Thực tế thì tràn đầy cảm giác thực tế. Đây chính là một nơi đầy danh hiệu. Một bộ quần áo, một tấm danh thiếp, một giải thưởng, một loại quan hệ. Thực ra đối với một nhà thiết kế mà nói, đều là những cơ hội khó kiếm. Chỉ có thiên phú và tài năng là không đủ. Giống như thiết kế riêng mà cô đang mặc, đó chính là điểm sáng của ngày hôm nay, giúp cô thu hút rất nhiều người trong ngành. Nhưng về việc có thể tìm được chỗ đứng hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của cô rồi. Hôm nay vì tôi, vì bộ đồ này, từ ngày mai trở đi, tất cả mọi người sẽ nghị luận không ngớt, xem Đàm Tranh Tranh là ai. Nhưng nếu cô không thể nhanh chóng có một tác phẩm ra trò, thì cô sẽ rời cuộc chơi này sớm thôi. Tranh Tranh, tôi rất vui được thông báo với cô, tương lai của cô bắt đầu rồi, cố gắng nha. Tranh Tranh, Tranh Tranh, anh không biết đâu, họ vốn không biết em, nhưng ai cũng rất nhiệt tình nói. Cô Đàm Tranh Tranh, chúng tôi rất thích cô. Rồi bên cạnh có một người hỏi, mọi người thích tác phẩm nào của cô ấy? Thì họ lại không trả lời được. Anh có biết em đứng đó ngại muốn chết luôn, ngại lắm. Anh làm sao thế? Anh nhìn em thế là ý gì? Anh có ý gì đâu, rõ ràng là nhìn kiểu khen thưởng mà. Hôm nay em đẹp lắm. Chỉ hôm nay mới đẹp thôi sao? Không phải anh nói em lúc nào cũng đẹp sao? Bình thường em cũng đẹp, nhưng hôm nay đẹp đặc biệt. Nhất là khi mặc bộ quần áo này, anh thấy em cứ như tiên nữ vậy. Mồm anh dẻo ghê. Làm bằng bột gì vậy? Bộ đồ này chắc phải mấy ngàn tệ ha. Gì chứ? Mấy ngàn? Em nói anh nghe, bộ đồ này có thể mua được chục cái túi hàng hiệu đó. Một cái túi hàng hiệu anh cũng không mua nổi, đây còn tận chục cái. Anh phải có chút tự tin được không? Em là của anh đấy,
Mà em là ai chứ? Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, anh còn sợ không mua được sao? Đúng vậy, em đúng là vật vô giá của anh. Vật vô giá của anh sắp chết đói đến nơi rồi này. Em nói anh nghe, người trong ngành ăn như mèo ăn vậy, có một chút đã no lắm rồi. Còn em sắp đói đến chết rồi đây. Để anh làm mì tương đen cho em nha. Đi nào, anh làm món ngon ngon cho em. Mì của em phải thêm một quả trứng, trứng rán đó. Được được, thêm dầu cay nữa. Được. Thịnh Hà, anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta có gì để nói chứ? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Chúng ta gặp nhau chỗ cũ đi. Sao cô lại đến đây? Sao vậy ạ? Bọn chúng vừa tìm tôi, muốn tôi chuyển lời cho cậu. Chúng nói đã cảnh cáo cậu rồi. Nhờ tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, nếu cậu còn đến công trường để điều tra vụ án đó, Thịnh Hạ sẽ không sống đến ngày mai đâu. Cậu nghĩ về Mỹ Tư và bà Jeanette đi. Từ Thiên, tôi chỉ có một đứa con gái thôi. Nó từ khi sinh ra đã là tất cả của tôi. Nửa đời sau của tôi cũng là vì nó mà sống. Trên thế giới này, nó là tất cả những gì tôi có. Nếu như cậu yêu nó thật lòng, không, nếu như cậu thích nó, thì tôi khuyên cậu, cậu tha cho nó đi. Cậu nghe rõ cho tôi, Từ Thiên. Cậu phải nghe lời của chúng. Đừng điều tra vụ án đó nữa. Đừng gặp mặt Thịnh Hạ nữa. Tôi xin cậu đấy. Cậu tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Chào em. Hai chúng ta nhất định phải có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Nếu không thì sao anh lại nhớ em chứ? Họ nói anh mất trí nhớ rồi, không nhớ ai cả. Nhưng mà thực sự, anh rất nhớ em. Phim được chiếu trực tuyến tại tvhay.org. Cô Giả, rất vui được biết cô. Nhưng có chuyện này tôi muốn xin cô thứ lỗi. Vừa rồi lúc ăn cơm, tôi đã chụp trọn một bức ảnh của cô gửi cho bố mẹ của tôi. Họ nhìn xong cảm thấy rất vui, còn khen cô hết lòng nữa. Vậy sao? Rất cảm ơn anh chơi cùng tôi một ngày hôm nay. Rất vui được gặp anh nha. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nếu không phiền thì anh có thể cùng tôi đi lên không? Được thôi, không vấn đề gì. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chuyện nên làm mà. Con đi trước đây. Cô nghỉ ngơi nha, Kevin. Xin phép được giới thiệu, đây là bạn tôi, Louis. Louis, đây là bạn trai của Thịnh Hạ, Kevin. Chào anh. Chào.
Chúng tôi vừa gặp đã thân, nói chuyện một buổi chiều, đều là người Bắc Kinh rất vui, đúng không? Đúng vậy, nói chuyện rất vui. Ngày mai hẹn ở studio chụp ảnh offline nhé. Tạm biệt, chú ý an toàn, đi về cẩn thận nha, tạm biệt. Hai người đi đến đây làm gì? Đi dạo thôi, tôi về đây. Khi chúng ta lấy hết dũng khí, bước từng bước chân, muốn đến gần hơn một chút, đối phương thì lại cùng một lúc lùi một bước. Lý do kéo dài khoảng cách rất nhiều, vì có kẻ thứ ba, vì sự do dự trong lòng đối phương, hoặc có lẽ vì người đó không phải là người đúng. Nên chúng ta cứ do dự không thôi, dần dần trở về vị trí ban đầu, lặng lẽ bảo vệ. Tiểu Đoá, ngày mai gặp ở studio chụp ảnh Oakley nhé. Tạm biệt, chú ý an toàn, đi đường cẩn thận, tạm biệt. Hai người đến đó làm gì vậy? Đi xem linh tinh thôi, tôi về đây. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đây là bạn trai mới của cô ấy sao? Thôi bỏ đi. Tình yêu không cần mượn cớ. Nếu thật sự muốn đến gần thì sẽ không lựa chọn lùi về sau. Chỉ là chúng ta đều rất nhát gan, sợ rằng sau khi mở miệng lại nghe thấy đáp án mà mình không muốn nghe. Sợ rằng sau khi vượt qua ranh giới, phá vỡ sự ăn ý vốn có, để rồi cuối cùng chẳng còn dũng cảm để tìm lý do. Tranh Tranh, em tỉnh rồi à? Chúng ta đi ăn đi. Em bảo chúng ta đến Tam Lý Đồn ăn hay là đến ngõ Nam La Cổ ăn? Mấy giờ rồi? Đã 2 giờ rồi. Em vừa nằm mơ, thật đáng sợ. Mơ gì vậy? Em mơ thấy mình tự lừa mình. Lừa? Là sao? Chính là em. Em vẫn luôn theo đuổi một thứ, kết quả nó liền biến thành không chân thực nữa. Không chân thực. Anh vẫn luôn theo đuổi em mà. Em đâu có biến gì đâu. Vậy là biến tốt hay biến xấu? Tốt mà cũng không tốt. Tốt cái là nó biến thành thật rồi. Mà tệ là nó không còn lãng mạn nữa.
Bất kể là trở nên tốt hay tệ đi, thì ít nhất em đã biết được sự thật. Dù vậy em có thể phán đoán lại lần nữa, xem rốt cuộc có nên tiếp tục theo đuổi nó hay không, hay là đổi sang mục tiêu khác. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc chúng ta suy nghĩ về cuộc đời. Quan trọng nhất là phải nghĩ xem em muốn đến quán nào ăn. Có hai quán đều khá xa, nhưng đều phải xếp hàng. Anh đã gửi vào điện thoại của em rồi đó. Em mau xem đi. Chưa mở máy, quên mất rồi. Cậu làm tôi giật mình. Sao cậu về sớm thế? Cho tôi mượn nước giặt dĩa cam của cậu nha. Không phải cậu nói muốn cùng Tranh Tranh làm cái gì mà cuộc hẹn 24 tiếng không gián đoạn à? Sao lại về nhanh thế? Khả năng duy trì của cậu kém quá rồi đó. Cô ấy hẹn với bạn rồi. Thế là cuộc hẹn của chúng tôi tiêu tùng. Bạn... Không phải cô ấy, chỉ có hai chúng ta là bạn à? Còn có bạn khác ở đâu ra vậy? Không phải tôi đã nói với cậu là hôm qua Tranh Tranh tham gia một bữa tiệc sao? Chuyện này cũng bình thường mà. Cô ấy chỉ trải nghiệm cuộc sống của xã hội thượng lưu thôi. Rất bình thường. Một buổi tối mà cô ấy thêm bạn 30 người cũng thường thôi. Tôi mà ra ngoài chơi thì cũng tầm đó còn gì. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp, nhà thiết kế, còn cả minh tinh nữa. Nổi tiếng cỡ nào đến tôi cũng biết. Cậu nói xem có nổi không? Xem ra đúng là có tiếng thật. Vậy có xế xịn đưa đón không? Anh em à, nguy hiểm rồi đấy. Cậu đang cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ khoảng cách giữa cậu và Tranh Tranh đúng là càng ngày càng lớn. Vậy phải làm sao? Cố gắng làm việc thôi. Tranh Tranh người ta bây giờ đã nhìn thấy ánh bình minh của thắng lợi rồi. Cậu thì vẫn ở vạch xuất phát. Cố gắng lên anh em. Thứ tốt thế này sao cứ để ở đó, đừng có giấu nha. Cố gắng phấn đấu. Có chuyện gì? Hãy giúp tôi đưa cái này cho Từ Thiên. Tôi làm việc cho ông nhiều năm như vậy, chẳng thu hoạch được gì. Anh ta làm việc cho ông có 2 ngày mà đã thành thân tính rồi. Hãy làm theo lời tôi nói. Vậy sao tôi sẽ giải thích? Khó mà tin được. Cô đã làm việc ở đây được 4 năm rồi, phải không? Tôi nghĩ cô có thể làm được tốt hơn. Nếu tác phẩm lần này của cô không thể tham gia tuần lễ thời trang, thì sự vất vả và hy sinh của cô chẳng đáng một đồng nào. Nhưng 4 năm nay tôi đã trả giá đủ nhiều rồi. Tôi biết cô không vui. Tôi rất muốn giúp cô, nhưng tác phẩm mà cô đưa cho tôi phải phối hợp được với thương hiệu Steven. Nhưng mà cái này, tôi thật sự không nhìn ra. Được, tôi vẫn còn vài bản thiết kế chưa hoàn thành. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất. Được, vậy ngày mai đưa cho tôi.
Chúng ta là luật sư, chứ không phải bà nội trợ cả ngày xem phim truyền hình. Không thể để bị lừa bởi vài giọt nước mắt của người khác được. Nghe đây, biện hộ cho khách hàng của các anh chính là chính nghĩa. Nếu các anh còn muốn mang tình cảm cá nhân vào khi xử lý vụ án, thì tôi khuyên các anh nên đổi nghề sớm đi. Bây giờ, hãy điều tra lại vụ án này cho tôi, ngay lập tức. Cô ấy đúng là máu lạnh mà. Tất nhiên cô ta phải liều mạng rồi. Mục tiêu của người ta là cộng tác của công ty luật. Vậy mấy tuần này cậu ở công ty luật thấy thế nào? Tôi cảm thấy giống như một gia đình vậy. Dưới sự dẫn dắt của ông, cuối cùng tôi đã tìm được vị trí của mình trong những nhân tài xuất sắc này. Đối với tôi, được đến với công ty chính là giấc mơ thành sự thật. Bởi vì tôi muốn trở thành một luật sư thành công để làm việc cho một người vĩ đại như ông. Tốt lắm, tốt. Tôi muốn nói với cậu, nếu cậu muốn thành công, thực ra rất đơn giản. Đầu tiên là cậu phải bước ra con đường của mình. Người khác không thể giúp cậu. Cố gắng làm việc, tự hạn chế bản thân, không ngại tăng ca. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lời khuyên của ông. Tôi rất vui vì được tham gia đội của ông. Tôi xin phép. Ivy. Năm năm trước, tôi và thầy của tôi cùng tới tham gia bữa tiệc kỷ niệm 10 năm của ông. Lúc đó hai người còn là đối thủ. Lúc đó ông còn chưa ở đây. Nơi ấy nhỏ hơn đây nhiều. Nhưng với tôi mà nói, nó như thiên đường vậy. Tôi bị hấp dẫn bởi sự sáng suốt của ông. Bởi lẽ đó nhiều năm sau, tôi mới nhìn rõ sự lựa chọn và con đường tôi đi qua. Sự chuyên nghiệp và chính trực của ông là nguyên nhân khiến tôi theo ông bao lâu nay. Nhưng mà lần này ông tin tưởng Từ Thiên khiến tôi vô cùng nghi ngờ, nên không thể nhìn nhận rõ ràng vị trí của bản thân, giống như Từ Thiên bây giờ vậy. Cô đang nhắc nhở tôi rằng sự hy sinh của cô không được đền đáp xứng đáng sao? Tôi muốn nói, tôi chỉ mong rằng lựa chọn của mình không sai. Xin phép. Đây là gì? Bạn tôi muốn cầu hôn bạn gái. Bèn viết vài ý tưởng cầu hôn lên giấy. Anh ấy muốn hỏi là một người phụ nữ thì cô thấy ý tưởng nào là tốt nhất? Sao vậy? Không được. Quê mùa quá. Đều không được, đều không được. Không có ý tưởng nào ổn hết. Vậy Salina, có thể phiền cô giúp một tay không? Thì là nghĩ một ý tưởng hay. Người bạn đó của tôi là một người rất tuyệt. Được. Thế này đi, cậu bảo bạn cậu 8 giờ tối mai dẫn bạn gái đến đây. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách để bạn gái anh ta đồng ý lời cầu hôn. Thật không? Tốt quá rồi. Cô đúng là vừa đẹp vừa thông minh, lại tốt bụng nữa. Sao tay nghe lại bị hỏng thế này? Tôi đi sửa đã. Cô trong quán nha. Hài thật. Sao rồi? Tôi không nghe rõ. Không chọn được cách nào hết. Câu này thì tôi có nghe thấy. Nhưng mà Salina nói bảo bạn anh 8 giờ tối mai đến quán bar. Cô ấy có cách khiến anh ta cầu hôn thành công. Vậy có được không? Tôi không biết.
anh tin Salina chứ? Tôi tin thì tin đó. Nhưng bạn gái của bạn tôi, Salina quen cô ấy à? Không quen, để tôi nghĩ xem. Sao thế? Bao giờ bạn cậu tới? Sắp rồi. Sao anh ta không có quan niệm gì về thời gian hết vậy? Sắp không kịp rồi. Thế này, lát nữa bạn cậu tới thì bảo anh ta ngồi bàn kia đi. Được rồi, nhớ chưa? Tôi đi chuẩn bị đây. Cảm ơn. Chào Marie. Cảm ơn ông. Chiếc xe đó rất tuyệt, nhưng tôi thích mô tô của tôi hơn. Từ Thiên, chờ chút, tôi muốn nói với cậu chuyện này. Tôi muốn mời cậu trở thành cộng sự của văn phòng luật sư chúng tôi. Cộng sự? Donald, sao thế? Tôi cần lời giải thích. Giải thích gì? Tại sao Từ Thiên lại trở thành cộng sự? Lúc đầu ông đã đồng ý để cho tôi cơ mà. Trung Quốc có câu thế này: mỗi thời mỗi khác. Cô biết đấy, Từ Thiên nắm trong tay thông tin quan trọng của văn phòng luật. Ông biết đó không phải lý do. Vậy cô nói cho tôi lý do đi. Tôi rất xin lỗi, nhưng Từ Thiên có tài hơn cô. Ông biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết vì vụ án này không? Cô nghĩ là bỏ ra thì sẽ nhận lại được à? Người khác không phải cha mẹ cô đâu. Về nghỉ ngơi đi, sắc mặt cô không ổn đâu. Tôi đã dồn tất cả vào ông. Tôi cần phải giải thích cách của tôi với cô hay sao? Chào, cô, Steven tìm cô. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Thiết kế của cô dùng ở tiệc từ thiện còn được.
nhưng tôi muốn sản phẩm mới ra mắt phải đại diện được phòng làm việc của tôi. Tôi cần nhiều sáng tạo và cảm giác mới mẻ hơn. Cô hiểu chứ? Steven, có thể cho tôi thêm cơ hội không? Cô đã có quá nhiều cơ hội rồi. Nhưng tôi đã nói là sẽ giúp cô. Lễ công bố lần này là cơ hội cho cô. Nếu cô bỏ lỡ nó, tôi cũng hết cách rồi. Steven, xin đừng bỏ rơi tôi. Đủ rồi, ra ngoài đi. Bây giờ tôi vẫn còn một bản nữa. Tôi không có hứng thú đâu. Thú gì đấy? Cô thiết kế à? Không, thực ra nó là của Thịnh Hạ. Vào đi. Donald bảo tôi đưa cho anh vụ án Robert xâm hại tình dục trợ lý Juliet. Có lẽ Juliet có bằng chứng, bao gồm quần lót có dính tinh trùng và vết cào trên cơ thể. Thậm chí còn có đoạn ghi âm Robert quấy rối cô ấy. Nghe nói cô đã tốn 3 tháng vì vụ án này rồi. Robert là một MC talk show nổi tiếng. Bất kỳ luật sư vô danh nào mà thắng được vụ kiện này cũng đều có thể trở nên nổi tiếng. Tôi có thể đặt cả nửa mạng mình vào đó. Vất vả cho cô rồi. Cứ giao cho tôi làm tiếp. Chúc mừng anh thăng tiến. Tốt, ảnh cô chụp đẹp lắm. Tôi sẽ xử lý số ảnh còn lại. Cảm ơn. Em yêu à, mấy tấm ảnh đã được chỉnh sửa ổn rồi, khá là đẹp. Ba mẹ anh không có vấn đề gì với vụ này hết. Tạm biệt. Chơi đùa có vui không? Anh thân, mày giải thích rõ cho tao ngay. Ngay bây giờ. Anh thân, anh đừng kích động như vậy chứ. Mày dám lừa gạt tình cảm của tiểu đó à? Có gì mà hiểu lầm chứ? Buông ra, buông ra. Em qua đây, giải thích cho anh thân giúp anh. Em tới đúng lúc lắm. Mày mau xin lỗi cô ấy ngay. Bây giờ, Kevin, anh đang làm gì vậy? Tình huống này, hắn đang bắt cá hai tay. Lại, mình đi thôi. Chờ một chút. Tiểu đó, em làm sao thế? Em giận anh sao? Tôi giận cái gì chứ? Anh không cần lo cho tôi. Anh với Thịnh Hạ sống cho tốt vào là được rồi. Có lẽ tôi chỉ là đang lựa chọn mà thôi. Anh có bạn gái rồi à? Xin lỗi. Cô có biết không? Không, cô không biết đâu. Tôi có một cô bạn gái người Ý. Nhưng mà ba mẹ tôi kiên quyết phản đối tôi quen người nước ngoài. Họ bắt tôi phải chia tay với bạn gái hiện tại, rồi tìm một cô người Trung Quốc. Nếu không sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Sức khỏe ba mẹ tôi kém,
Tôi... Vậy nên ngoài mặt anh giờ ở bên tôi để che chắn cho bạn gái anh, khiến ba mẹ anh yên tâm. Là như thế hay sao? Tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi yêu bạn gái hiện giờ của mình. Tôi cũng thích hợp với cuộc sống bên này nữa. Tôi muốn ở cùng cô ấy. Tiểu Đoá, thật sự xin lỗi cô. Tôi biết mình làm thế này là rất quá đáng. Nhưng mà cô có thể giúp tôi được không? Tôi có thể chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của cô. Tôi chỉ cần anh đồng ý một điều kiện. Đó là đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Anh không cần lo cho tôi. Anh với Thịnh Hạ sống cho tốt vào là được rồi. Em yêu à, không phải đã nói với em là đừng để anh trai em biết rồi sao? Muộn rồi, anh đã đi tìm cô ấy rồi. Sao em không cản anh ta chứ? Trời ạ, anh ta còn nói gì không? Em không biết. Vậy để anh lo vậy. Dạ, Tiểu Đoá đâu? Đi rồi. Mày không được tìm cô ấy nữa, nghe rõ chưa? Cái anh này kỳ lạ thật. Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ? Liên quan gì đến mày? Thịnh Hạ là bạn gái của anh ha? Anh ghen giùm cho bạn thân của bạn gái mình. Bạn gái anh biết không? Mày nói linh tinh gì thế? Tôi thấy anh với Tiểu Đoá thật sự rất là hài đó. Hai người tưởng ai cũng ngu hết sao? Lúc tôi vừa nhìn thấy anh là tôi biết ngay. Người ở trong lòng cô ấy chính là anh. Cô ấy thoải mái nhanh chóng nhận lời hẹn hò với tôi. Chắc là cũng vì anh thôi. Anh coi bộ dạng của anh hiện giờ đi. Trong lòng anh vốn là có cô ấy. Anh khỏi cần phản bác tôi. Chả ý nghĩa gì đâu. Thế này đi, chúng ta chia ra đi tìm. Tìm cái gì? Anh trai bạn gái của tôi, hắn là phần tử bạo lực. Hắn đang nghi ngờ Tiểu Đoá dụ dỗ tôi. Vậy nên bây giờ đang ngắm vào cô ấy. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện. Đừng tiếp tục điều tra vụ này nữa. Đừng gặp Thịnh Hạ nữa. Hãy tránh xa nó ra. Tôi cầu xin cậu đó. Hãy buông tha cho nó đi. Hãy buông tha cho đứa con gái mà tôi thương yêu nhất này đi. Chào Luciano. Hôm nay tôi nghỉ. Gì? Vậy tôi sẽ quay lại ngay đi. Được, lát gặp. Mọi chuyện đã quyết cả rồi. Cô không cần nói gì nữa đâu. Đó là điều là vật dụng cá nhân của tôi. Cô không được tùy ý lấy đi. Vật dụng cá nhân? Tôi tưởng là tôi đã nói rất rõ quy định của văn phòng này với cô rồi chứ. Cô phải trả chúng lại cho tôi. Thịnh Hạ, cô cần phải hiểu rằng tất cả những thứ cô làm ở đây đều thuộc về công ty cả. Lần này tôi tuyệt đối không nhượng bộ đâu. Thịnh Hạ, cô muốn mất việc hay sao chứ? Đúng thế.
Từ Thiên, cậu quên những lời tôi nói với cậu hôm đó rồi sao? Con không tới đợi Thịnh Hạ, con tới là đợi bác. Đợi tôi? Có chuyện gì? Con đã quay về suy nghĩ rất kỹ. Con thấy bác nói rất đúng. Vì hạnh phúc của Thịnh Hạ, con chấp nhận lùi bước, buông bỏ hoàn toàn. Thịnh Hạ rất đơn thuần, mọi chuyện xin bác hãy nhắc nhở quấy thêm. Cảm ơn cậu đã nhắc. Đây là hàng mỹ nghệ thuần thủ công nội địa, con đặc biệt đặt hàng về cho cổ. Đương nhiên bác có thể nói nó không phải là đồ con tặng. Được, tôi sẽ đưa cho nó. Con đi đi, đợi chút. Cậu làm như vậy là đúng. Chúng ra tay độc ác, cậu nhớ chú ý an toàn. Alo, Kevin. Tôi hình như có người theo dõi tôi. Cứ nói chuyện với anh đi. Tiếp tục nói chuyện với anh đi. Anh mau qua đây đi. Tôi thật sự cảm thấy rất đáng sợ. Kevin, tôi... Được, được, tôi biết rồi. Dạ, Tiểu Đoá. Tiểu Đoá, tao đã tận mắt chứng kiến mày làm hại em gái tao. Còn khốn, Tiểu Đoá, em không sao chứ? Đứng lại, không được cử động. Em vẫn ổn chứ? Không sao. Không sao chứ? Không sao. Không sao là được rồi. Cô và Louis quen nhau như thế nào? Do người khác giới thiệu. Tên: Lý Phượng Anh. Alo, Thịnh Hạ. Bản thiết kế đó của cô, tôi đã nói với Steven rồi. Đây là thiết kế của cô. Nhưng cô cũng biết đây, dạ dày tôi không được khỏe, nên về trước nghỉ ngơi thôi. Vậy được, cứ vậy đã, tạm biệt. Nước ấm, cảm ơn. Hình như có thuốc, để tôi tìm xem. Có thói quen ăn uống thất thường thì phải mang theo thuốc. Cô đến rồi. Hai ngày nay tôi cân nhắc rất lâu, muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cô. Không cần đâu, cảm ơn. Làm gì vậy? Sợ tôi đầu độc cô sao? Xin chào, cô muốn uống gì không? Cho tôi một ly rượu vang. Xem sắc mặt của cô, nếu còn không dùng thuốc thì dạ dày sẽ hỏng luôn đấy.
Steven nói cô là một người cố chấp. Tôi nói với cô ấy cho cô chút thời gian, rồi cô sẽ thay đổi. Cô nghĩ tôi sẽ cho phép cô hết lần này đến lần khác lấy bản thiết kế của tôi? Tôi hiểu cảm giác của cô. Lúc đầu tôi cũng giống như cô. Tôi sai rồi. Tôi với cô không giống nhau. Từ ngày cô vào phòng làm việc của Steven, cô và tôi đều là người giống nhau. Rượu vang của cô. Cô biết Joey không? Một nhà thiết kế Nhật Bản nổi tiếng, sư huynh của cô. Tác phẩm thành danh của anh ta thực ra là thiết kế của tôi. Lúc đó chúng tôi cùng vào phòng làm việc của Steven. Đây là phòng làm việc của Steven. Chào buổi sáng. Đây là bàn của cô. Chúc cô may mắn, cô. Nếu cần giúp gì thì cứ tìm tôi. Cũng có thể tìm bất kỳ ai xung quanh, tùy ý. Chúng tôi rất chào đón cô. Cảm ơn, cô tốt quá. Đừng khách sáo. Xin chào mọi người. Tôi là cô. Rất vui được gặp cô. Rất vui được gặp mọi người. Rất vui được gặp anh. Alo. Tối nay không được. Tôi phải làm thêm. Hôm khác đi. Được. Tạm biệt. Người Nhật sao? Tôi là người Trung Quốc. Tôi đã từng đi. Tôi là người Quảng Đông. Hoan nghênh anh đến chơi. Nói nhỏ thôi. Mọi người đều đang làm việc. Xin lỗi. Joey, tôi nghĩ Steven đang tìm anh đấy. Tôi đây. Đợi chút. Trong tiếng Trung cái này gọi là nịnh hót đúng không? Alice, tiếng Trung của cô giỏi quá. Tôi vừa chia tay với bạn trai thứ bảy. Sáu người trước đều là người Trung. Đúng là không ngờ đến. Cô lại thích đàn ông Trung Quốc ha? Tôi thích cô nói là đàn ông Trung Quốc thích tôi hơn. Cô nói đúng, tôi đồng ý. Nhưng nhìn cô kìa, anh ta đúng là thiên tài. Chỉ anh ta mới biết cách làm Steven vui thôi. Giám đốc, cô xem bản thiết kế này của tôi. Chỗ này có một trái tim, hai trái tim. Cô thích chứ? Rất được. Nhưng anh ta giỏi lấy lòng Steven hơn tôi, khiến quấy vui. Thiết kế của tôi năm đó đã bị Steven lấy mất, đưa cho Joey. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tiểu Đoá, thì là cô muốn em đi gặp Louis, không phải là em muốn đi đúng không? Cô cũng muốn tốt cho anh và Thịnh Hạ thôi. Tôi có thể hiểu. Vậy Thịnh Hạ biết chưa? Có lẽ không biết. Được, vậy tôi đi trước đây. Tôi nghĩ chúng ta sau này tốt nhất nên giữ khoảng cách. Đi thôi.
Khi gặp khoảnh khắc quyết định, chúng ta sẽ làm những phản ứng chân thật nhất, cũng sẽ ép bản thân nghe tiếng nói sâu thẳm trong tim. Không biết phương hướng mới có dẫn đến hạnh phúc hay không, cũng lo rằng không biết bản thân có thể vượt qua khúc mắc trong lòng. Nhưng nếu đã chọn thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ không thể quay đầu. Được rồi, anh về trước đi, em tự vào được mà. Tối nay anh định sẽ nói rõ với Thịnh Hạ luôn. Em sợ lắm. Hay là anh để em suy nghĩ đã, em vào trước đi. Khi trải qua nhiều rồi sẽ phát hiện đời người tràn đầy những mâu thuẫn, càng yêu thích thì càng không dám đến gần, càng không muốn nghĩ tới thì càng dương vấn mãi. Ví dụ như hiện thực mà bạn muốn trốn tránh, ví dụ như tình yêu mà bạn luôn khát vọng. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cô cho rằng tôi sẽ cho phép cô 5 lần 7 lượt chiếm đoạt thiết kế của tôi sao? Tôi hiểu cảm giác của cô. Cô giống hệt tôi trước đây. Steven, cô không thể làm gì. Đó là ý tưởng của tôi. Đó là ý tưởng cốt lõi của tôi. Cô, chúng tôi đang hợp. Lát nữa tôi sẽ bàn bạc với cô sau. Dự án này tôi đã làm suốt 3 tháng. Tên nhà thiết kế chính phải thuộc về tôi. Cô không thể cướp nó đi được. Đi thôi. Joseph, anh làm gì thế? Như vừa rồi tôi đã nói, Joseph, anh buông tôi ra. Tôi nói với cô một lát. Ngồi đi. Cô, nghe tôi nói. Hiện giờ cô vẫn đang ở giai đoạn tích lũy kinh nghiệm. Steven có thể cung cấp sân khấu cho cô. Giấc mơ rất tươi đẹp, nhưng giấc mơ cần có sân khấu để thể hiện. Không có sân khấu thì tất cả chỉ là ảo tưởng diễn dông thôi. Hơn nữa, điều duy nhất mà cô có thể làm chính là tích lũy. Cô chưa từng nhìn thấy thiết kế của các đồng nghiệp khác sao? Cô chưa từng tham gia thảo luận trong phòng làm việc sao? Phòng làm việc chưa từng giúp đỡ gì cô sao? Nếu phải thì cô dựa vào đâu mà nói đây là tác phẩm sáng tạo của riêng cô chứ? Không có sân khấu, tác phẩm của cô sẽ không được người khác chú ý, càng đừng nói đến ước mơ gì đó của cô. Cô biết đấy, cô vừa thông minh, xinh đẹp, lại vừa có thiên phú. Cô đến đây bao nhiêu năm như vậy, cô đã đạt được những gì nào? Chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền, chúng ta cố gắng làm việc hết sức có thể vì ước mơ của chúng ta. Còn nữa, nghe tôi nói, tôi rất hiểu Steven. Chỉ cần cô cố gắng làm việc, rồi cô sẽ đợi được cơ hội thuộc về mình. Cô cầm lấy báo cáo này đi, ráng suy nghĩ lại nha. Đối với tôi, được vào phòng làm việc của Steven quả là giấc mơ đẹp thành hiện thực. Nơi đây tập trung những nhà thiết kế giỏi nhất. Tôi tưởng rằng mỗi người ở đây đều chỉ chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình mà thôi. Cho đến khi trải qua chuyện Joseph, tôi mới hiểu sáng tạo chỉ dựa vào một cá nhân là không đủ đâu. Tuyệt. Đây là văn phòng của tôi. Oh,
Điều nực cười là cuối cùng anh ta lại độc chiếm lợi ích của phòng làm việc. Từ đó anh ta liền một bước lên mây. Có phải cô cũng từng nghe chuyện tôi đạo nhái Joseph không? Tôi nói thật với cô nha, tôi không hề đạo nhái Joseph. Sau này bọn họ cũng rạn nứt mà. Kết quả có một lần Joseph lại kiện Steven đạo nhái tác phẩm của anh ta. Sếp, hãy nghe tôi nói, tên nhà thiết kế chính là tôi, cô biết mà. Không có phòng làm việc thì không ai chú ý đến tác phẩm của anh hết. Cô là sếp của tôi, cô cần phải bảo vệ tôi. Không, tôi cần bảo vệ cả nhóm. Anh nghĩ anh là ai chứ? Im miệng. Cô ổn chứ? Vẫn ổn. Tôi nhìn thấy cô làm việc tới khuya. Tôi yêu công việc này mà. Tốt lắm. Rất tốt. Thật ư? Cô nghĩ vậy thật à? Tất nhiên rồi. Cô có muốn uống gì không? Hay có cần giúp đỡ gì hay không? Cô, tôi có một vấn đề nhỏ. Có lẽ cô có thể giúp tôi. Cảm ơn. Tôi đang nghĩ, có lẽ cô có thể giúp tôi, nhưng tôi phải làm thế nào? Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Có lẽ cô đã nghe đồn rồi. Tôi và Joseph có sự bất đồng quan điểm rất lớn. Nếu cô có thể nói rõ mọi chuyện với mọi người thì sẽ là một sự trợ giúp lớn. Nhưng mà thực ra tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Joseph muốn độc chiếm thiết kế của phòng làm việc, nhưng mà cô biết đấy, điều đó là không thể. Vậy nên có thể cô sẽ phải chịu trách nhiệm đứng ra chứng minh cho phòng làm việc. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Tôi biết, trong thời gian Joseph ở phòng làm việc, một linh cảm của anh ta đến từ những sáng tạo của nhóm. Thế nên thành công của mọi người cũng cần có sân khấu tốt. Đúng vậy. Nhưng tôi không dám chắc. Làm như vậy liệu có gây hại cho Joseph không? Chuyện này cô không cần lo lắng. Tôi có thể chắc chắn chuyện này phòng làm việc không hề sai. Đối với anh ta cũng vô cùng công bằng. Cô không cần nóng vội đâu. Cứ từ từ, hãy suy nghĩ cho kỹ. Lúc đó hai người họ thân mật như vậy, hơn nữa khi đó đang trong thời gian ở phòng làm việc, sáng tạo cá nhân đều thuộc phòng làm việc. Thế nên về sau Steven bảo tôi ra mặt chứng minh, chuyện này mới coi như được áp xuống. Steven đồng ý sẽ bù đắp cho tôi. Tôi đã đợi rất lâu rồi, mới đợi được buổi họp báo lần này. Thiết kế của cô thuộc về cả nhóm. Tôi là người phụ trách nhóm. Nếu như tôi cứ không buông tha thì sao? Cô là người suy nghĩ thấu đáo. Tên nhà thiết kế chính thuộc về tôi. Đây là con đường mà nhà thiết kế nào cũng phải trải qua. Thịnh Hạ, cô trẻ hơn tôi. Cô đừng nóng vội, cô đừng lo. Rồi sẽ có một ngày điều cô mong đợi nhất định sẽ đến với cô.
Tôi hy vọng ngày mai vẫn có thể nhìn thấy cô ở phòng làm việc. Nhưng lần này tôi ở tình thế bắt buộc. Đừng khiến tôi quá khó xử. Alo anh Thiên, em là Tony đây. Em muốn đưa cho anh một thứ liên quan đến Thịnh Hạ. Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp cô ấy. Thịnh Hạ, con về rồi à? Con về rồi, ăn cơm chưa? Mẹ để phần cơm cho con trong nồi đó. Mẹ còn gọi món con thích ăn nhất là hạt dẻ cười đấy. Mẹ lấy cho con nha. Con không ăn đâu mẹ à, con ngủ đi. Tiểu Đoá, còn với cái cậu Zoe kia thế nào rồi? Cô à, thật ra Zoe đã có bạn gái rồi, là người Ý. Có bạn gái rồi, sao có thể chứ? Vậy cậu Zoe đó và cha mẹ của cậu ta, sao lại bảo cô giới thiệu bạn gái cho cậu ta chứ? Thế này là ý gì? Vậy không phải trò cười sao? Không được, không được, cô phải gọi điện hỏi cậu ta. Cô à, thôi bỏ đi, tự mình biết là được rồi. Con đi làm việc đi. Tiểu Đoá, may mà phát hiện ra sớm. Nếu sau này mới phát hiện thì chúng ta thiệt biết bao nhiêu. Mẹ, con tỉnh rồi à? Sao mẹ còn chưa ngủ vậy? Mấy ngày nay mẹ trằn trọc mãi không ngủ được. Có cả đống chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì để mai nói đi mẹ à? Không được, không được. Hôm nay mẹ nhất định phải nói. Thịnh Hạ, mẹ xin lỗi con. Con tha thứ cho mẹ đi. Mẹ xin lỗi gì chứ? Con nói đúng. Mẹ luôn dùng cuộc hôn nhân thất bại của mình để chỉ đạo con. Trước đây mẹ luôn nghĩ tìm một người đàn ông đồng cam cộng khổ với mình, phấn đấu cùng người đó. Nhưng kết quả thì sao? Cộng khổ cùng nhau nhưng chẳng thể đồng cảm. Mẹ không muốn con, không muốn số phận của con cũng giống như mẹ đi. Người làm mẹ đều mong con mình có thể hạnh phúc. Kết hôn với một người tốt là mẹ yên tâm rồi. Lần này mẹ đến thăm con, lúc nào cũng muốn con và Kevin quay lại với nhau. Mẹ nghĩ cậu ta rất tốt, gia đình cũng ổn. Nếu con kết hôn với cậu ta thì sẽ được hạnh phúc. Cậu ta vừa yêu con, vừa có năng lực giúp đỡ cho sự nghiệp của con, cũng có thể làm tuần lễ thời trang cho con. Chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc gì ạ? Đáng tiếc. Tiếc là cậu ta không có mắt nhìn người. Kevin phụ lòng con. Cậu ta khiến mọi kế hoạch tốt đẹp của mẹ đều phải tan biến hết. Mẹ à, sao đột nhiên mẹ lại nói vậy? Thịnh Hạ, mẹ nói cho con biết, Từ Thiên đánh nhau với Kevin. Tại sao hai người đó lại đánh nhau? Từ Thiên là vì con. Vì con. Mấy hôm trước mẹ cũng có nói với con rồi. Quan hệ giữa Kevin và Giả Tiểu Đoá không bình thường. Mẹ à, mẹ đừng nói với con như vậy. Thực ra hai đứa nó đã phát triển khi còn ở nhà Kevin. Chúng đã nhận ra điều đó ngay trước mặt của mẹ. Giờ mẹ mới biết Từ Thiên
là một đứa trẻ tốt. Cậu ấy yêu con, chôn giấu tình yêu trong lòng mình, lúc nào cũng mong con được hạnh phúc. Mẹ à, mẹ đi nghỉ sớm đi, con buồn ngủ lắm rồi. Thịnh Hạ, sau này mẹ sẽ không xen vào chuyện của con nữa. Tha thứ cho mẹ nha. Con ăn uống tập trung đi được không? Con gõ chữ xong lại xóa, cứ gõ chữ xong lại xóa, thú vị lắm đấy à. Bà không biết, gần đây nhiều người tìm con lắm, đều là bạn bè mới quen biết. Con không quen lắm, không biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Phiền quá thì thôi. Vậy sao được? Nên gặp thì phải gặp chứ ạ. Ba, con bảo này, có người hẹn con đi uống cà phê, có người hẹn con đến phòng làm việc nói chuyện, có người muốn hợp tác thiết kế với con. Gặp từng người một thì đến bao giờ mới xong đây? Thôi, con lại chém gió với ba đấy à. Biết là nhiều người muốn hẹn con rồi, không như ba. Nguy xin, chẳng gian tiếng được mấy lần trong vài tháng qua, chẳng có ai hẹn cả. Hôm nào con chẳng gửi nguy xin cho ba, con không gửi càng tốt. Rồi rồi, con biết rồi. Ba muốn tin nhắn cô Phượng gửi đúng không? Cô ấy vẫn lờ ba đi à? Ừ, bao lâu rồi vẫn bật vô âm tín. Không sao, chuyện nên tới thì sẽ tới, không có tin gì cũng là tin tốt mà. Thôi, đừng nghịch nữa. Nghịch gì mà nghịch, đang ăn không dùng điện thoại. Đang ăn không dùng điện thoại. Ba nói đang ăn không được dùng điện thoại cơ mà. Ba ăn xong rồi, ba ăn xong rồi được chưa? Ba ăn xong rồi, vậy ba đang nhai cái gì đấy? Ba ăn xong rồi, ba muốn làm gì thì làm. Thôi ăn xong rồi tính, ăn xong rửa bát, con dọn dẹp đi. Không. Tranh Tranh, có nhà thiết kế vừa làm xong tác phẩm mới, muốn mời tôi qua xem. Cô rảnh thì đi cùng tôi nha, tôi muốn nghe ý kiến của cô. Anh Hứa à? Anh Hứa, có chuyện gì? Dạ, công ty game nước ngoài hồi trước chúng ta hợp tác có phải đang đưa ra hạng mục mới không? Sao thế? Cậu muốn tham gia à? Ngày trước tôi bắt làm thì cậu mới làm, sao lần này tích cực thế? Phải học tập tiến bộ chứ ạ. Cậu muốn tham gia cũng được, nhưng họ có yêu cầu nhất định với các nhân viên phát triển lần này đấy. Yêu cầu gì ạ? Bên công ty ấy nói rồi, bất kể ai gia nhập dự án mới đều phải thông qua bài kiểm tra của họ. Tiếng Anh, kiến thức chuyên nghiệp nhất định phải đạt đến trình độ nhất định. Được ạ, em có thể thử. Cậu nghiêm túc đấy à? Trong 2 tháng phải thông qua kiểm tra. Thôi được, dù sao thì ai cũng có thể ghi danh. Cố lên nha. Cảm ơn anh Hứa. Nhật Thượng mặc gì đây? Không có gì mặc hết. Phải làm sao bây giờ? Mình nhất định phải đến phòng làm việc của người ta. Mấy bộ này có phải đều thoải mái quá không? Đúng rồi, đúng cái đầu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Thì mua mới đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org.
Alo, chị Linda. Cuộc sống mới phong phú hơn nhiều rồi chứ? Chắc cô cũng quen rồi ha. Em vẫn đang cố để làm quen. Nếu giờ cô nói với tôi còn đang tập làm quen thì vĩnh viễn không đủ. Cô phải chủ động nắm bắt kìa. Tôi gọi điện là để nói cho cô biết, nếu đã chọn con đường này thì không được quay đầu lại đâu. Đừng làm uổng công tôi đã mở rộng cánh cửa cho cô. Tôi tin là trong mấy ngày qua có rất nhiều người mời cô. Tranh Tranh, cô phải nhớ, mỗi lần lộ diện đều là chuẩn bị cho lần tiếp theo long trọng hơn. Cô phải tỏa sáng như hôm ở Bạc Ti, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Còn nữa, xé bỏ định nghĩa cũ, dùng thực lực để chứng minh cho mọi người thấy cô không phải một con nhóc. Cô là Đàm Tranh Tranh, là một nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp. Tôi nói thế cô có hiểu không? Em hiểu ạ. Chị yên tâm, tôi vẫn chờ một ngày cô tỏa sáng và nổi tiếng, chứng minh rằng mắt nhìn người của tôi là đúng. Vâng, cảm ơn chị Linda. Cúp đi. Tạm biệt chị. Nghe thấy chưa? Phải tỏa sáng, phải nổi tiếng. Mình làm được không? Nhật Thượng. Được. Vậy chúng ta cứ làm thôi, làm thôi, làm thôi. Không được, đi mua đồ đã. Sớm dậy đã đến rồi à? Đi thôi. Bây giờ hả? Được thôi. Cô đã đi đâu vậy? Mua đồ nhiều thế kia. Mua chút đồ thôi. Nào, tôi giúp cô cầm. Cảm ơn. Lên xe đi. Cảm ơn. Cẩn thận chút. Nào, mời vào. Trời ạ. Thích không? Tôi thích lắm. Chỗ này thật tuyệt. Đẹp đúng không? Tập đoàn Phong Quà chúng tôi hợp tác cùng với một số studio nhãn hàng cá nhân. Studio của bọn họ đều ở đây hết. Tiền thuê chắc mắc lắm phải không? Sáng tạo là vô giá. Có thể cung cấp một môi trường làm việc tốt nhất, thoải mái nhất cho các nhà thiết kế. Đó mới là điều quan trọng nhất. À đúng rồi, nghe nói trước đây cô chỉ làm việc ở nhà, không có phòng làm việc riêng phải không? Đúng vậy, dĩ nhiên tôi muốn có phòng làm việc riêng rồi. Ai mà không muốn chứ, nhưng mà cũng không sao. Đây là mục tiêu nỗ lực phấn đấu của tôi trong mấy năm tới đó. Đối với nhà thiết kế mà nói, phòng làm việc chính là nhà, ai mà chẳng muốn có. Mà tôi nói vậy, có giống như người cuồng công việc quá không?
Không đâu, thiết kế cũng đâu có coi hoàn toàn là một công việc, nên gọi đó là một loại hưởng thụ thì đúng hơn. Cũng là một sự giải phóng cảm xúc của mình nữa. Nó là sứ mệnh của chúng ta. Tôi đồng ý. Anh xem ở đây trưng bày nhiều giải thưởng thế này. Giỏi thật đó, cũng được. Giám đốc, anh Hằng, lại đây. Để tôi giới thiệu hai người. Cô này là Tranh Tranh, bạn của tôi. Còn đây là anh Hằng, nhà thiết kế của Phong Hòa. Chào cô, chào anh Hằng. Xin chào. Anh Hằng này, chuẩn bị sao rồi? Cũng sắp ổn rồi anh. Đi, cho chúng tôi xem. Đi nào, mời. Giám đốc, để tụi em giới thiệu cho anh nha. Chủ đề của mùa này, những năm 40, năm 1940, năm đó có gì? Dior, đúng không? Năm đó Dior thành lập, đem đến cho phụ nữ một diện mạo hoàn toàn mới. Cũng giống như những người mua yêu thích thiết kế của Phong Hòa chúng ta, bọn họ cũng tự tin, tự tại, đúng không? Đầu tiên, mời xem thiết kế thứ nhất của bọn em. Nào. Cô nói xem, mỗi lần cô xem xong một show diễn, cô đều nghĩ ngợi lâu đến vậy sao? Đâu có đâu. Tôi chỉ đang nghĩ. Tôi nói được không? Đương nhiên. Tôi cảm thấy anh Hàn hình như hoàn toàn không thích thiết kế của chính ảnh. Tôi cảm thấy bộ sưu tập này của cậu ấy, bất luận là tầng lớp, màu sắc hay là đường may, đều không khiến người ta thích được. Không liên quan đến chuyện thích hay không. Thích hay không là quyền lựa chọn của người khác rồi. Còn anh ấy là người sáng tạo ra tác phẩm này mà. Anh không thấy thế sao? Anh ấy hoàn toàn không thích tác phẩm của mình. Bởi vậy nên chỗ này nhất định có vấn đề. Chắc anh ấy có trở ngại gì đó rồi. Nếu như anh chỉ xem xét đến đường may, màu sắc, vậy thì anh tự thiết kế là được rồi. Cần gì phải tìm anh ấy làm gì chứ? Vậy nên anh nên xuất phát dựa trên chính bản thân của anh Hằng, để xem xét thêm con người anh ấy. Vậy ý cô ở đây là nên nghiền ngẫm về con người của nhà thiết kế, chứ không phải là tác phẩm của họ, đúng không? Đúng thế. Anh không thấy vậy sao? Cứ mỗi khi đến lúc anh ấy trình bày về màu sắc, anh ấy đều rất không chắc chắn. Nhưng cứ nói đến đường may thì lại rất tự tin. Vậy nên tôi cảm thấy anh nên nói chuyện hiểu thêm về anh ấy, giúp anh ấy mở ra ý tưởng về màu sắc. Cô còn trẻ thế này, làm sao có được những quan điểm sâu sắc như vậy chứ? Đâu có đâu, tôi... Tại vì tôi vốn cũng là nhà thiết kế mà. Thế nên tôi mới hiểu được cảm xúc của anh ấy thôi. Tôi phát hiện, mỗi lúc ở cùng cô, tôi đều có được những thu hoạch rất di diệu. Thật sao? Mà tôi cũng có thu hoạch rất lớn đó. Tôi cũng đã thấy được một phòng làm việc to như thế kia. Hơn nữa tôi cũng lần đầu nghe đến khái niệm nhà thiết kế thuyết trình về tác phẩm của mình đó. Những thương hiệu lớn bây giờ đều làm thế này sao? Cô muốn biết à? Tôi có thể kể cho cô nghe đó. Cùng ăn tối nha. Anh bảy tôi bao cơm đúng không? Xưa nay phải biết gài bẫy mới lấy được lòng người mà. Vậy anh mời nha. Không vấn đề. Cô muốn ăn gì? Để tôi nghĩ xem. Được. Vẽ đầu của nhân vật này to một chút, đường cắt này nhỏ lại chút, những chỗ khác đều ổn cả rồi. Được rồi, làm đi. Anh Hứa, đợi chút nữa tôi sẽ bảo người gửi email cho cậu thông tin dự án game nha. Cảm ơn anh Hứa. Từ từ hãy cảm ơn. Nếu cậu đã dám nói là phải thông qua được kiểm tra, vậy thì cậu phải chứng minh được cho tôi thấy. Tôi có nghe nói anh Thái Phòng bên cạnh cũng đã sắp xếp một người muốn tham gia dự án này rồi. Nhưng tôi đã nói
Dự án này phải là người của tôi làm. Cậu đừng có làm tôi mất mặt đó. Dạ, không vấn đề ạ. Em khẳng định, em vô cùng chắc chắn là mình sẽ thành công. Không phải chứ, cậu liều mạng như vậy, hăng hái như vậy, không phải là đã định kết hôn với Tranh Tranh nhà cậu rồi chứ? Cái này mới đúng. Đàn ông ấy phải biểu hiện thật xuất sắc trên phương diện sự nghiệp, thế thì phụ nữ mới yên tâm mà gả cho mình được. Cố lên nha. Đám cưới của hai đứa anh hứa nhất định sẽ đi tiền mừng nhiều nhất luôn đấy. Cảm ơn anh hứa nha. Mở cửa, Han. Han, mở cửa đi. Em biết anh ở nhà mà. Em thấy đèn sáng. Anh được lắm. Lại còn tắt đèn đi nữa chứ. Mở cửa. Em tới làm gì thế? Anh chuẩn bị sẵn cho em một ly trà trái cây làm đẹp da rồi nè. Tại sao không mở cửa? Đang định mang sang cho em đó. Em đang hỏi anh đó, tại sao không mở cửa? Lúc nãy em có gõ cửa hả? Anh không nghe thấy. Không nghe thấy. Vậy sao cuối cùng anh ra mở cửa chứ? Tại sau đó anh lại bỗng nghe thấy, hình như có người gõ cửa. Suốt cuộc mở cửa thì em đến thật. Bớt nói xàm đi. Anh nói đi, sao hai người bạn kia lúc trước không tới? Sao bạn anh lại không đến chứ? Anh cũng rất tò mò đấy. Anh nhớ ra rồi. Họ không phải giống trong TV hay diễn. Em trai của chồng, của cháu gái, của dì ba gặp phải tai nạn đó chứ? Không đến nỗi như vậy. Hôm đó họ thực sự có việc gấp, cho nên là họ đi trước rồi. Hôm đó là bạn của anh muốn cầu hôn đúng không? Vậy bạn anh cần giúp, sao không nói cho em một tiếng? Bởi vì sao? Anh làm sao? Nói đi. Selena, em có đồng ý ngày mai ăn tối với anh không? Anh vừa phát hiện ra một nhà hàng ở Michelin 3 sao, tên là BC, ở... Anh là một tên nhát gan. Cá hồi ở đó ngon lắm. Em phải cùng anh đến đó ăn thử chứ. Tại sao vậy chứ? Đồ nhát cấy, kẻ bại trận. Thứ gì mà nhiều thế? Tiếng Anh. Bộ cậu bị chặt dây thần kinh nào à? Không phải cậu định nhận hạng mục nước ngoài đó chứ? Dù thế nào cũng phải thử thôi. Nếu cậu thành công thì không phải sẽ ra nước ngoài sao? Tranh Tranh đã hạ quyết tâm sẽ phát triển trong nước rồi. Với cả công việc hiện tại của cậu cũng không tồi mà. Hay là bỏ đi? Không được. Không phải cậu muốn tôi tập trung vào sự nghiệp sao? Sao lại là tôi muốn? Là do trong lòng cậu tự lo sợ thôi. Tôi chỉ muốn thể hiện quan điểm của bản thân. Tôi có ép cậu đâu. Là lòng tự tôn to lớn của cậu không chịu nổi sự thành công của Tranh Tranh. Tôi nào có không chịu nổi. Mà em ấy cũng đã thành công đâu. Vậy nếu thực sự đến bước đó thì sao? Bước nào? Một bộ quần áo bán chục vạn tệ, ký hợp đồng với nhãn hàng nội địa. Không thể nào. Tôi không hỏi cậu tính khả thi. Tôi muốn hỏi là nếu thực sự như vậy, cậu sẽ làm thế nào kìa? Cậu đồng ý làm người đàn ông đứng sau chứ?
Nếu cậu đang đau đầu về vấn đề này, không bằng cân nhắc lại có thể chịu cúi mình hay không. Sao cậu lại thấy sự nghiệp của tôi không thể hơn cô ấy? Tích lũy thôi. Tranh tranh tuy chưa là gì, nhưng người ta đã làm thiết kế chục năm rồi. Một bước lên trời không phải không có khả năng. Còn cậu, ngay cả có đi nước ngoài thì may ra chục năm nữa mới bằng. Nói không chừng, nói không chừng tôi là một thiên tài. Ai cho cậu sự tự tin vậy? Tôi lúc nào chả tự tin. Tôi chính là thiên tài. Vậy cậu cứ tiếp tục tự tin đi, người anh em. Câu chuyện cười anh vừa kể không hề buồn cười một chút nào hết. Không buồn cười sao? Quá nhạt. Vậy tôi kể cho cô chuyện khác nha. Được, đổi chuyện khác đi. Có một ngày bố của Tiểu Minh cho Tiểu Minh 10 đồng để ăn cơm. Cuối cùng Tiểu Minh lại ăn mì. Hết rồi. Hết rồi. Cô không hiểu sao? Nhưng mà là cô dễ cười hay khó cười thế? Tôi không cảm nhận được. Tôi thấy chuyện này không buồn cười. Tôi thấy anh rất buồn cười. Tôi buồn cười, đúng vậy. Tôi chưa từng thấy ai lại đi kể chuyện cười như vậy. Có mà, tôi chứ ai. Lợi hại. Thoải mái quá. Đúng không? Đúng, vừa rồi có một cơn gió thổi qua. Thích nơi này chứ? Thích. Tuy tôi lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng chưa từng đến nơi này. Vậy sao? Tôi chưa từng thực sự ngắm nhìn Bắc Kinh. Tôi lại thấy cuộc sống trong ngõ nhỏ mới là Bắc Kinh chân chính. Cô không thấy vậy sao? Tôi không hề phản đối. Đúng không? Bình thường, tôi thích nhất là cầm máy ảnh đi vòng vòng ngõ nhỏ, nơi kết hợp hoàn hảo của lịch sử và hiện đại. Thực sự rất đẹp. Vậy anh thích chụp ảnh sao? Đúng vậy. Tôi nói cô nghe, thiết kế và quản lý chỉ là công việc yêu thích. Âm nhạc và chụp ảnh mới là sở thích của tôi. Thôi đi, thật mà. Mấy tên văn sĩ dỏm như anh lúc nào cũng thích lấy âm nhạc và nhiếp ảnh dọa người. Coi thường tôi đúng không? Tôi đúng là phải dọa cô một chút. Nghe cho kỹ. Chỗ này có loa không? Dừng. Sao nào? Lại đi. Không sao, nghe đi. Dừng. Sao lại thế được? Bị dọa chưa? Lại đi. Được, nghe kỹ nha. Được đó nha. Cũng lợi hại. Nào cùng nhau. Nào, theo tiết tấu của tôi. Tôi, để tôi tìm. Tìm, để tôi tìm nhạc cụ. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu chậm một chút. Tìm tiết tấu đã. Nào, thử xem. Freestyle. Chuẩn bị đi, được không? Chuẩn bị. Cho tôi một ráng nhỏ. Quan hệ giữa người với người, chúng ta thường quá tự tin. Tự nghĩ bản thân có thể kiểm soát, tự nghĩ bản thân sẽ không vượt ranh giới. Án sơ bết cưỡng hiếp có tiến triển gì không? Tôi đang xử lý rồi. Vụ án này trước nay đều do tôi quán xuyến. Nếu như anh cần giúp gì, tôi có thể hỗ trợ anh. Không cần đâu. Tự tôi có thể làm được. Anh chắc chắn chứ? Đương nhiên. Đây là hộp hàng của ai vậy?
Tôi cũng không rõ. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đây là gì? Cô là một người hiểu chuyện. Ký tên lên thiết kế chính thuộc về tôi. Cô đang nói về thời điểm cô ấy và Joseph cùng vào công ty. Vì Joseph có nhiều kinh nghiệm hơn cô nên đã lấy đi thiết kế trọng điểm của cô ấy. Nhưng không lâu sau, mọi chuyện đã thay đổi. Không hiểu vì sao Joseph lại muốn kiện cô vì sao chép, muốn đuổi anh ấy đi. Cô lại muốn cô chịu trách nhiệm việc đó. Để hồi đáp, cô để cô trở thành người phụ trách đoàn đội. Gọi cô vào phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Vâng. Trong mắt người khác, chúng ta đều đang gần bờ vực nguy hiểm. Nếu không cẩn thận bước thêm một bước, có thể bình an vô sự, nhưng có thể đã trở thành vết nứt trong mối quan hệ.